bí mật nha. Một chiếc ghế mặt nạ còn có tác dụng như một ninja bảo vệ công cuộc thả bom, xì hơi của bạn một cách an toàn, bí mật, không để lộ cho một ai biết, hơn rất là nhiều so với một chiếc ghế mặt lưới. Oh my god. Hello, mình là Hòa đây. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại thêm với một chủ đề nữa, đó chính là chiếc ghế lưới xoay văn phòng. Một sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay trong không gian sử dụng văn phòng. Và mình sẽ đưa ra 3 lý do vì sao bạn nên cân nhắc trước khi mua một chiếc ghế lưới. Điều số 1 bạn nên cân nhắc trước khi mua một chiếc ghế lưới, đó chính là bạn sử dụng chiếc ghế lưới này trong một môi trường như thế nào. Một chiếc ghế lưới, đặc điểm của nó là sẽ cực kỳ thoáng mát, và bạn ngồi khi mà ra mồ hôi sẽ không lo bị bẩn hoặc nóng ẩm. Vậy thì nếu như bạn sử dụng ở một nơi mà không khí nóng và ẩm thì một chiếc ghế lưới là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nhưng nếu bạn ở trên Sapa, Đà Lạt khi mà không khí khô và có xu hướng se se lạnh hơn nhiều thì việc bạn lựa chọn ngồi một chiếc ghế da sẽ là một ưu tiên ấm áp hơn và có khi cũng ngồi thoải mái hơn rất là nhiều. Điều lưu ý số 2 khi mua một chiếc ghế lưới đó chính là chất lượng vải lưới. Vải lưới có tốt hay không? Độ đàn hồi nó như thế nào? Một chiếc ghế có độ đàn hồi tốt sẽ chứng tỏ tuổi thọ nó tốt. Sau bạn ngồi sau một thời gian dài sử dụng sẽ không bị biến dạng hay vải lưới sẽ trở nên nhão nhèo nhèo. Vải lưới này ngồi như thế nào? Liệu ngồi nó có êm hay không? Hay là ngồi nó cứng? Ảnh hưởng trực tiếp đến cái cảm giác trải nghiệm của bạn. Và liệu một chiếc ghế mà ngồi không thoải mái thì có đáng nên bỏ tiền ra mua hay không? Đấy chính là điều số 2. Hãy cân nhắc đến chất lượng của vải lưới và ngồi trực tiếp trên chiếc ghế bạn sử dụng trước khi mua. Điểm khác biệt số 3. Một chiếc ghế lưới có mặt ngồi là bằng lưới và một chiếc ghế lưới có mặt ngồi bằng nệm. Vậy bạn nên mua một chiếc nào? Đây là hai model hoàn toàn giống hệt nhau về từ chức năng đến kiểu dáng. Điểm khác biệt duy nhất chính là bên phải của mình là chiếc ghế ngồi mặt bằng lưới và bên trái mình là chiếc ghế ngồi mặt bằng nệm. Vậy điểm khác biệt đầu tiên giữa hai chiếc ghế này khi bạn nhìn qua đó chính là gì? Đó chính là tiền. Thường thì những chiếc ghế này sẽ có giá thành đắt hơn so với chiếc ghế ngồi mặt nệm khoảng tầm 10%. Ok, và giờ mình sẽ nói về ưu điểm, nhiều nhược điểm của một chiếc ghế có lưng lưới và mặt ngồi cũng bằng lưới thì nó sẽ có những gì và chúng ta có nên mua hay không. Thì một chiếc ghế có lưng lưới và mặt ngồi hoàn lưới thì nó sẽ hoàn toàn thoáng mát từ đầu tới chân, từ mông tới đít, hoàn toàn thoáng mát và khiến cho không khí lưu thông và không lo bị nóng. Dù cho những người nào mà có hay ra mồ hôi và sợ ghế bị bẩn thì chiếc ghế lưng lưới này cũng là một cái lựa chọn rất là hiệu quả. Tại sao? Tại vì bạn khi mà muốn vệ sinh nó, bạn chỉ cần một chiếc khăn ẩm, bạn lau hết toàn bộ phần lưới này đi thì ghế nó sẽ lại sạch sẽ như mới. Và cũng chính vì chiếc lưới như thế này nên là bụi nó sẽ khó bám bẩn hơn nhiều. Cái số 2 mà đặc điểm của một chiếc ghế mặt ngồi bằng lưới nó có đó chính là cái thiết kế đường cong của nó nhẹ nhàng cong lên tạo cảm giác ngồi nó bồng bềnh, cho người ta cảm giác ngồi bồng bềnh cũng như là tăng tính tuổi thọ cho chiếc ghế, không lo chiếc ghế sẽ bị rão, bị nhão hay là gọi bị biến đổi sau một thời gian ngồi lâu dài. Mình nói đến ưu điểm của chiếc ghế mặt lưới rồi thì giờ cũng sẽ nói nhược điểm của nó. Nhược điểm thứ nhất của chiếc ghế này thì như bạn biết thì vì nó là mặt ngồi bằng lưới nên là chắc chắn sẽ không thể nào ngồi êm như một chiếc ghế mặt nệm được. Điều số 2 đó là vì nó không có đệm nên là ở các cái phần cạnh ghế này khi bạn ngồi ấy, bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp, bạn sẽ đè lên phần khung ghế, phần nhựa của ghế hoặc là phần kim loại ghế khiến cho cảm giác ngồi nó bị cứng và nó bị chạm vào, nó không được êm như là khi ngồi mặt nệm. Và cái điều số 3 nữa là đối với những người làm việc ở nhà hay ngồi chân như mình hay là ngồi kiểu gác chân kiểu bố đời lên như thế này, bố đời mẹ thiên hạ lên như thế này thì cái phần da của bạn, các phần da tiếp xúc bên ngoài sẽ tiếp xúc với cả trực tiếp mặt lưới, đôi khi nó cọ sát tạo cho cảm giác mình không được thích thú lắm. Mặc dù là lưới ghế nó rất là mềm nhưng mà đối với bản thân mình thì mình không có hứng thú với việc tiếp xúc trực tiếp như thế. Nhưng mà đối với những người làm ở văn phòng ấy thì việc họ mặc quần dài hay là gần như họ ngồi như thế này là gần như là không có, nên là nó có thể là một sự lựa chọn tốt cho những người ngồi ở văn phòng, tại vì ngồi chiếc ghế mặt lưới này thì sẽ sạch sẽ hơn nhiều so với một chiếc ghế mặt nệm. Thì
Nó tùy theo là việc nhu cầu sử dụng hay là bạn sử dụng chiếc ghế ở đâu mà mình có thể lựa chọn một chiếc ghế mặt nệm hoặc một chiếc ghế mặt lưới. Ok, còn bây giờ mình sẽ nói về một chiếc ghế mặt nệm. Ưu điểm nó là gì? Như bạn thấy, hoàn toàn là rất là mềm. Cái nệm ngồi của nó rất là mềm. Đương nhiên nó cũng sẽ tùy theo chất lượng của cái ghế bạn mua, mặt đệm của bạn nó là mút cứng hay là mút mềm. Như cái chiếc ghế này của mình đang ngồi nó là nệm cao su non nên là ngồi rất là mềm, rất là sướng. Thậm chí là khi mà bạn ngồi gác chân hay là ngồi khoanh chân như thế này thì việc cái vải nỉ này nó chạm vào da và nó tạo sự độ mềm mại khi mà bạn ngồi xuống, nó hoàn toàn rất là hợp lý, ngồi rất thoải mái. Thì cái ưu điểm số 1 của thằng mặt nệm thì là nó rất là mát, do nó rất là mềm, rất là ngồi nó rất là sướng. Mình đã nói về ưu điểm của chiếc ghế này rồi thì giờ cũng phải nói về nhược điểm của nó. Thì đương nhiên một chiếc ghế mặt ngồi bằng nệm này thì chất lượng của cái đệm nệm nó là một ảnh hưởng rất là lớn đến trải nghiệm người ngồi. Ngoài ra cái mặt ngồi nệm này nó cũng sẽ nóng hơn và sẽ không thể mát bằng một chiếc ghế mặt ngồi bằng lưới. Cũng như là nếu như mà anh em mà lười vệ sinh, dọn vệ sinh thì một chiếc ghế mặt nệm này đôi bạn chỉ có thể hút bụi được mà thôi. Nó vệ sinh của nó sẽ không dễ dàng như một chiếc ghế mặt lưới kia bạn có thể lau đi. Nhưng thường thì các cái loại vải mà để làm bằng ghế mặt nệm này nó cũng là loại vải cao cấp và chống bám bụi bẩn. Nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cả các cái loại vải thường. Nên là anh em cũng sử dụng nó cũng không cần phải lo. Thì cá nhân mình thì mình hay ngồi ghế mặt nệm hơn là so với ghế mặt lưới. Thì nó sẽ là tùy mỗi người thôi. Thì anh em thì sao? Anh em ngồi ghế gì? Video mình hôm nay đến đây thì chắc cũng là kết thúc thôi. Thì mình cũng đã đưa ra 3 lý do bạn nên cân nhắc trước khi lựa chọn mua một chiếc ghế lưới, cũng như là sự khác biệt giữa một chiếc ghế ngồi mặt bằng lưới, so ưu điểm nhược điểm của nó là gì, cũng như một chiếc ghế ngồi mặt bằng nệm này ưu điểm nhược điểm nó là sao, bạn nên mua hay là không nên mua, bạn nên ngồi ở đâu thì hợp lý. Thì nếu như anh em thấy hay thì có thể like, share và subscribe, cũng như có thể comment phía dưới cho mình thêm ý kiến hoặc là nên làm video về vấn đề gì. Thì cảm ơn anh em đã xem và lắng nghe.